Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 8 năm 2023, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Chào mừng lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023. Hiện nay, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã và đang chuẩn bị đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tạo môi trường đô thị xanh sạch đẹp, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân doanh nghiệp vi phạm về lĩnh vực quảng cáo, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan nơi đô thị. Bên cạnh đó, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố thực hiện tốt công tác cổ động trực quan, treo bano áp phích, tích cực tuyên truyền các hoạt động văn hóa lịch sử về kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 trên các kênh thông tin đại chúng như trang fanpage, youtube, tiktok, đồng thời tổ chức các hoạt động điểm sáng văn hóa tại phường Vĩnh Quân và xã Vĩnh Tế như là văn nghệ, bóng đá, bóng truyền, cờ tướng, tổ chức giao lưu sinh hoạt chuyên đề có diễn giả kết hợp trưng bày sách lưu động tại các trường trên địa bàn thành phố, triển lãm ảnh về cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 tổ chức giải bóng đá thiếu nhi, giải bóng đá nông dân mở rộng và đặc biệt là tổ chức liên hoan âm thanh ánh sáng lần thứ tư năm 2023 với quy mô hình thức sinh động chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan ra soát hoàn thành các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao một cách tốt nhất, nhằm tạo sân chơi bổ ích thiết thực, góp phần phục vụ tốt văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong những ngày lễ.